xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở tài xế đảm bảo các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông là những biện pháp được lực lượng chức năng tại Đà Nẵng thực hiện trong ngày đầu thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container của Bộ Công an. Sau khi xác định xe container này lắp bánh lốp không đúng kích cỡ đăng ký trên giấy đăng kiểm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản theo quy định, cho rằng đây là lỗi của doanh nghiệp, còn mình điều khiển phương tiện thì chỉ bị liên đới. Tài xế này đã rất bức xúc. Cái xe phương tiện là của công ty và chủ xe, nói chung đúng không? Tôi là người điều khiển, nếu tôi xa luật, ví dụ như tôi điều khiển đi vượt đèn xanh đỏ hay là vượt cái này là lỗi của tôi. Trong khi đó, với lỗi thiếu niêm yết thông tin hai bên thùng xe, tài xế xe container này chỉ bị nhắc nhở và yêu cầu khắc phục. Đã báo rồi mà tụi em không khắc phục thì tụi em chịu nhận lỗi. Còn cái này là nó ngồi muốn là nhiều lúc là họ sai dán mặt nó sai lầm tí. Tụi em cũng không chú ý, nhận xe không chú ý. Rồi mong mấy anh thông cảm bỏ qua. Ghi nhận trong sáng ngày đầu thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã kiểm tra hàng chục phương tiện vận tải hàng hóa bằng container và ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến đường dẫn vào cảng Tiên Sa này. Xác định giai đoạn này sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền cho tài xế và chủ phương tiện biết về kế hoạch tổng kiểm soát. Nhưng những trường hợp mắc lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Xử lý những cái trường hợp mà thiết bị về kỹ thuật của phương tiện không đảm bảo, như bánh lốp không đảm bảo thì chúng tôi cương quyết xử lý. Vì đây là những cái quy định về an toàn đối với phương tiện. Còn những cái trường hợp mà có thiếu sót của chủ doanh nghiệp như niêm yết, thiếu thông tin trên các hai bên thùng xe thì chúng tôi tiến hành là nhắc nhở, tuyên truyền với lại lái xe và qua đó cũng tuyên truyền với lại chủ doanh nghiệp. Theo kế hoạch, sau khoảng 2 tuần thực hiện công tác tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng chức năng Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.